Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhìn lại thành tích của FPT Telecom trong chương trình sinh nhật FPT 33 tuổi. FPT Telecom vùng 4 phối hợp các phương án chống bão đổ bộ miền Trung. Airtel chuẩn bị triển khai công cụ làm việc mới thay thế S-Flat. Chào mừng bạn quay trở lại bản tin truyền hình dã chiến 90 giây. Cập nhật nóng hổi tinh thần vượt dịch của người Airtel. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, gần 40.000 người FPT trên khắp nơi đã cùng nhau hội tụ để chào mừng sinh nhật FPT tròn 33 tuổi. Nhìn lại toàn bộ chương trình, FPT Telecom đã tham gia và đạt được nhiều giải thưởng. Tại hệ thống giải thưởng chung, Airtel đạt danh hiệu Sư đoàn Hiệu quả Xanh và top 5 tập thể tiêu biểu thời chiến dành cho khối công nghệ dịch vụ. Tại chương trình hội diễn online, tác phẩm FPT luôn trong tim đạt 2 giải gồm Giải đồng tư gia và Giải tình làng nghĩa xóm dành cho đơn vị có sự tham gia góp mặt, tham gia bình chọn cao nhất. 4 giờ sáng ngày 11 tháng 9, bão Côn Sơn tiến gần Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 230 km về phía đông. Trước tình hình này, đội ngũ thuộc Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng và Trung tâm Quản lý Đối tác phía Bắc đang gấp rút chuẩn bị, rà soát phương án ứng phó với bão. Chi nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Huế đang chuẩn bị thêm vật tư cấp thuê bao, mô đèn cũ, vật tư công cụ dụng cụ để xử lý hạ tầng và xử lý sự cố, hỗ trợ khách hàng. Anh Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng chia sẻ, hai ngày qua chi nhánh đã hoàn thành 100% việc tăng cường rà soát hạ tầng và đã sẵn sàng mọi phương án. Ngày 13 tháng 9, Ban nhân sự gửi email tới các cán bộ nhân viên về việc áp dụng phần mềm Base Network trong quản lý công việc. Phần mềm này sẽ thay thế cho ứng dụng S-Flat từ ngày 15 tháng 9. Dự án được áp dụng với toàn thể cán bộ nhân viên thuộc khối back office, không bao gồm ban kế toán và các cán bộ lái xe. Trung tâm quản lý và phát triển hạ tầng miền Bắc, trung tâm thanh toán trực tuyến VoxBay. Thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 9 đến 31 tháng 10. Sau giai đoạn 1 đó trên, phần mềm sẽ được triển khai trên toàn FPT Telecom với 100% cán bộ nhân viên của tất cả phòng ban tham gia. Ban nhân sự sẽ có hướng dẫn cụ thể khi nền tảng được áp dụng cho toàn dân.